Video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái series mà anh em mong chờ rất là nhiều, đó là xây dựng đội hình trong World Cup Soccer 2022. Và video trước thì mình đã làm về câu lạc bộ Manchester City và đã nhận được rất nhiều lời gọi là chúc mừng cũng như là lời nói chung là những lượt yêu thích của anh em về cái video đấy rất là nhiều luôn. Và đương nhiên rồi, làm về nửa xanh thì Manchester thì chắc chắn sẽ phải làm nửa đỏ thì Manchester. Manchester United thì câu lạc bộ có nhiều fan đông nhất thế giới hiện tại. Thì ok, mùa giải hôm nay thì Manchester United cũng đem về những cái tân binh rất là mới. Và ngày hôm nay thì mình và các em cùng tìm hiểu xem những tân binh đó là ai và họ sẽ xuất hiện trong World Cup Soccer 2022 như thế nào anh em nhé. Thì hiện tại thì cái thị trường chuyển nhượng mùa hè thì chưa kết thúc và chúng ta sẽ vẫn còn mong chờ những cái bản hợp đồng mới nhất của Manchester United hay là về các câu lạc bộ khác. Nhưng mà hiện tại thì mình đã làm được những cầu thủ mà có mặt hay là những cầu thủ của Manchester United hiện tại mà chúng ta có thể đem đi thi đấu cũng như là đem về build. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói về đội hình chính thì mình cũng xin thông báo là mình vẫn thu mua và bán hạt đối với Soccer 2022 nhé. Và mình cũng bán cái hạt của Manchester United này, nhưng cái giá nó khá là chát đấy, bởi vì là nó có rất nhiều và đầy đủ các tân binh của Manchester United anh em ạ. Về vị trí thủ môn thì chắc chắn không ai khác ngoài thủ thành David De Gea rồi, vị trí số 1 trong bóng gỗ. Và hiện tại thì trong bộ đôi trung vệ mình sẽ sử dụng đội trưởng Harry Maguire và Raheem Varane. Bên cánh trái sẽ để là Luke Shaw và cánh phải sẽ là Wan-Bissaka. Tiền vệ phòng ngự mình sẽ để đó là Fred và thay vì tiền vệ tấn công đó là Christian Eriksen và Bruno Fernandes. Thì Eriksen thì đã là được tới MU trong mùa chuyển nhượng mùa hè tới đây với cái trong gọi là giá không đồng khi chuyển nhượng tự do anh em ạ. Bộ ba tiền đạo của mình sẽ sử dụng ở giải đấu năm nay đó là Marcus Rashford về cánh trái, Cristiano Ronaldo tiền đạo cắm và cánh phải sẽ là Jadon Sancho, cầu thủ đang có những cái bước tiến cũng như là bước hòa nhập rất là tốt ở trong câu lạc bộ Manchester United trong trận đấu giao hữu. Tiếp theo thì mình sẽ đến với hàng dự bị. De Jong thì hiện tại là vẫn bỏ khả năng về MU, nhưng mà mình cứ thêm ở đây, nếu mà De Jong mà về MU thì chúng ta sẽ không phải làm video mới nữa và mình đã có ở trong cái đội hình này rồi. Tiếp theo, Edinson Cavani thì cũng đã ngỏ ý muốn rời Manchester United rồi, nhưng hiện tại thì vẫn là một phần của MU và mình sẽ cố gắng là để đây. Tiếp theo đó là tân binh trẻ đó là Perisic hay là McTominay này. Pogba thì đã chuyển về Juventus rồi. Đây là Eric Bailly này, Victor Lindelof này. Đây là Lisandro Martinez. Thì đây là tân binh đắt giá của MU năm nay. Thì không biết là về nhà với nhà hát của những giấc mơ thì có tấu hài như đội trưởng Harry Maguire không. Tiếp theo cầu thủ trẻ đó là Nathan Wright này, Amad Diallo này, Jesse Lingard thì đã vừa chuyển tới câu lạc bộ Nottingham Forest trong cái buổi tối ngày hôm qua. Đấy, tiếp theo là Tahith Chong này, hay là ác này có cả văn hậu đây anh em này. Còn cả tiền đạo trẻ Anthony Elanga này. Đây là Mendy này. Đây là lại tiếp tục là một tân binh nữa đến với vị trí của hàng hậu vệ của Manchester United, đó là Tarek Mareka, Malaysia. Đây là Tuan Zebe này, Brandon William này, Van der Beek này. Và Anthony Martial đang hiện tại có thông độ rất tốt trong những trận đấu giao hữu gần đây. Timber này, Timber thì chưa. Timber đây là một gọi là một cầu thủ chuyển nhượng tin đồn thôi. Đấy. Tiếp theo Alex Teres. Như vậy là anh em thấy đội hình của MU khá đủ. Hay là còn Matic thì cũng vừa tới AS Roma anh em ạ. Ok, như vậy thì chúng ta đã thấy được đội hình MU khá đầy đủ. Mà nói chung đây là cái đội hình mà rất ít người có thể build được một cái đội hình đầy đủ như thế này. Nên là anh em có thể là sử dụng hay là thấy những cái tên này anh em có thể mua về để build về đội hình của mình yêu thích nhá. Tiếp theo thì mình sẽ gọi là chơi một trận đấu đá online anh em nhỉ. Ok, kit thì là kit chuẩn của MU rồi. Có lẽ mình sắp tới thì mình sẽ làm một cái trang kit để ở phía dưới phần mô tả để cho anh em có thể là tìm được những cái bộ kit ưng ý nhất nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ vào một trận đấu ở online. Trận đấu online chúng ta sẽ chơi ở Tier 16. Và mình nói luôn cái app này thì mình cũng bán nhé. Anh em nào đam mê hay là fan của Manchester United thì anh em có thể hoàn toàn có thể mua app này về để chơi cũng như là trải nghiệm. Một cái app khá ngon đấy, với đầy đủ các cầu thủ và các tân binh mà cũng có thể là xuất hiện trong cái đội hình của Manchester United mùa giải tới đây. Rất là mong với những cái trận đấu giao hữu đầu mùa khá là tốt và khá là khả quan thì mong cái mùa giải tới đây thì Manchester United sẽ làm cái điều gì đó. Đầu tiên sẽ là phải tranh vào top 4 để có vé tham dự của UEFA Champions League rồi. Tiếp theo là cũng có thể là chúng ta sẽ có những cũng là niềm hy vọng là Manchester United sẽ có giành được chức vô địch của giải ngoại hạng Anh năm nay.
với những anh em nào Manchester United thì cũng có rất là hy vọng mùa này rồi. Với những có những cái trận đấu đầu mùa nó khá là ok như vậy thì đương nhiên là một fan của Manchester United thì anh em sẽ có những hy vọng mới ở trong mùa giải hôm nay. Những tín hiệu rất tốt của các cầu thủ Manchester United mùa giải hôm nay, đặc biệt đó là Anthony Martial hay là bộ ba tiền đạo là Rashford cùng Sancho. Ok, pha sút ra của Cristiano Ronaldo hơi cao anh em ạ, pha ra chân rất là nhanh của tiền đạo chủ lực của Manchester United. Thì có rất nhiều tin đồn là Manchester United sẽ vẫn muốn giữ lại Ronaldo, nên là mình vẫn hy vọng là anh Ronaldo sẽ gọi là có chưa rồi tính mà thua một bàn rồi anh em ạ. Đang phải nói anh em ạ, thì rất là mong Manchester United sẽ giữ lại Ronaldo và Ronaldo sẽ cuối cùng ở lại và sẽ giải nghệ ở Manchester United là đẹp nhất. Chứ hiện tại thì Ronaldo đã nhiều tuổi rồi và anh không còn chơi được những thứ bóng đá đỉnh cao nữa, nên là các câu lạc bộ sẽ ưu tiên mua các cầu thủ trẻ hơn về để gọi là chơi bóng đá đỉnh cao về cho họ những cái tham vọng anh em ạ. Còn tại hiện tại thì khả năng ghi bàn của Ronaldo cũng như là mọi thứ thì vẫn rất là ok, nhưng mà các đội bóng thì vẫn là ưu tiên những cầu thủ mà có cầu thủ trẻ hơn. Sancho kèm được chuyền cho Ronaldo, hơi chậm một tuổi anh em ơi, vẫn còn cơ hội. Ok, như vậy là Cristiano Ronaldo đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-1 rồi, rất là nhanh anh em ạ. Đây, Christian Eriksen, Sancho, Marcus Rashford. Rất là mong Rashford mùa giải hôm nay sẽ lấy lại phong độ như cái những thứ mà anh có đã đem lại cho Manchester United ở cái mùa giải trước anh em ạ. Mùa giải trước thì mà Marcus Rashford dính chấn thương nên là phong độ nó xuống rất là nhiều. Thì rất là mong mùa giải hôm nay thì Rashford sẽ cố gắng đó là đem đến những cái gì tốt nhất của mình mà như anh đã từng thể hiện dưới thời của huấn luyện viên Ole. Ok, như vậy hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc nhé. Và chúng ta sẽ chơi tiếp hiệp thi đấu thứ hai. Và nhận thi đấu thứ hai thì mình sẽ cho một số tân binh vào. Ví dụ như là vệ mới của chúng ta đó là Alessandro Martinez anh em ạ, thay cho đội trưởng Harry Maguire nhé. Ok, chơi tiếp nào. Các bạn cũng tay người thì mình sẽ thay thêm một số cầu thủ vào. Thôi, hiện tại cứ đánh như này đó anh em nhé. Đây là Marcus Rashford, Luxor. Bóng rồi anh em ạ, để xếp Van der Beek. Ok, pha bóng đầu tiên của Martinez cho câu lạc bộ Manchester United. Ui giời. Và soạn chính xác của đội bạn anh em ạ. Pha đấy thì không có lỗi. Ronaldo. Và chỉ là rất tốt của Ronaldo, như vậy Ronaldo đã có một cú đúp cho trận đấu ngày hôm nay. Rất là hay luôn, một pha phối hợp mà cho chúng ta thấy được cái sự gắn kết của Manchester United trong cái tay trong trận đấu ngày hôm nay anh em ạ. Như vậy đó là tỷ số đang là 2-1 rồi. Ok, tiếp tục Ronaldo đã lấy được bóng nhưng mà lại bị bất bóng anh em ạ. Benzema tốc độ rất là tốt anh em ơi. Ok, như vậy Luxor đã có giành được quyền kiểm soát bóng rồi, rất là hay. Sancho, tốc độ của gia đình Sancho. Rashford, một pha ngả vào nền của Rashford anh em ạ. Một chút nữa thì ra chúng ta sẽ có một siêu phẩm rồi. Sancho chuyền vào Rashford cũng pha ngả vào nền cực kỳ đẹp luôn. Lisandro Martinez vẫn nhanh hơn Benzema một chút anh em ạ. Tiếp tục là Martinez với những pha tranh chấp bóng rất là tốt. Thì rất là mong mùa giải hôm nay thì Martinez có thể là có những pha bóng như vậy để có thể giúp hàng thủ MU trở nên chắc chắn hơn. Đây là Sancho. Như vậy là một mình một bóng rồi. Cái này có thể là đối mặt dứt điểm luôn anh em ạ. Ôi giời, thể lực đi xuống và pha dứt điểm của Sancho cũng hơi nhẹ.
Ok, Fred, đại đế Fred đã có một pha lui về phòng ngự và đã dính một thẻ vàng em ạ, không sao. Để Sancho thì được đã xuống màu đỏ rồi anh em ạ, nên là chúng ta sẽ không mất tốc được. Đúc so. Ok, như vậy sẽ có một pha ném biên. Đây có lẽ sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Pha tạt rất nhanh của Rashford và Cristiano Ronaldo, như vậy là việt vị rồi. Một pha đánh đầu rất là tốt nhưng mà rất tiếc việt vị anh em ạ. Có lẽ trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-1. Một tình huống phạt giá tiếp anh em ạ, rất là hay luôn. Và chắc chắn rồi, một pha sút dứt điểm hoàn thành cú hat-trick của Ronaldo, một pha dứt điểm khá là hay ở trong những phút đục xin đấu cuối cùng. Anh em cùng xem lại nhé. Ok, một pha sút vào góc. Ok, một trận đấu khá là hay đấy, với những bàn thắng khá là hay. Như vậy là trận đấu đã kết thúc nhé. Và video của mình xin kết thúc ở đây. Anh em thấy video của mình hay thì like, đăng ký và ủng hộ mình nhé. Đến đây thì mình bye anh em. Chúc anh em xem video của mình thật vui vẻ nhé. Bye bye.